Ngay sau ngày khai giảng năm học mới, các trường trên địa bàn quận Bình Thủy triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho học sinh bán trú, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đây là bếp ăn của trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Các khâu chế biến đều có sự giám sát của ban giám hiệu, tổ y tế và thực hiện việc lưu mẫu 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Là sau cái ngày khai giảng thì các em nó được học ở lại tại trường, thì về bếp ăn thì đảm bảo cái an toàn là các cái thực phẩm được là mua đúng cái nguồn gốc. Còn về phía các cái dinh dưỡng đó thì về nhà trường đó là xây dựng cái phần ăn trong tháng theo cái biểu đồ mà dinh dưỡng cho các bé, đảm bảo làm sao là an toàn thực phẩm là trên hết. Bộ phận y tế trường học đó thì có là trang bị các cái số thuốc ngay ở từ đầu năm để làm sao là mình có những cái trang bị cho các bé là khi mà có những cái trường hợp nhẹ thì mình tự sơ cấp cứu được tại chỗ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng mà các trường trên địa bàn quận Bình Thủy đều đang tập trung triển khai thực hiện. Chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường, cái thứ nhất là phối hợp với y tế địa phương thực hiện cái công tác phun khử khuẩn trong trường học, rồi các nhà trường thì thực hiện cái công tác tổng vệ sinh trường lớp, đảm bảo tốt nhất các điều kiện trước khi bước vào khai giảng năm học. Đối với công tác tổ chức bán trú tại các cái trường mầm non và tiểu học thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các nhà trường hợp đồng với các cái cơ sở cung cấp các cái nguồn thực phẩm đảm bảo theo cái quy định của Bộ Y tế. Cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm túc cái việc lưu mẫu thức ăn trong nhà trường hàng ngày. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền đến tất cả các phụ huynh học sinh về cái việc phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em trong năm học mới này. Năm học mới 2024-2025, toàn quận Bình Thủy có trên 27.000 học sinh các cấp ra lớp, trong đó có trên 16.000 học sinh mầm non và tiểu học bán trú. Để đảm bảo tốt sức khỏe cho học sinh, ngay trước khi bước vào năm học mới, các trường đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, vệ sinh nơi ăn ở, vui chơi học tập của các em. Năm học mới thì trường mầm non Bình Thủy đã chủ động trong công tác vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn để đón trẻ trở lại trường. Và trong năm học này thì nhà trường đón trên 200 trẻ. Nhà trường tiến hành là theo dõi sức khỏe trẻ em thường xuyên cũng như cân đo đầu năm. Rồi nhà trường các cô sẽ chỉ đạo các cô là chăm sóc vệ sinh cho trẻ cũng như là rèn những cái ký hiệu đầu năm cho trẻ nhận biết và những cái kỹ năng để mà cho trẻ là biết cách là vệ sinh cá nhân. Nhà trường cũng có là tiến hành phun thuốc khử khuẩn và tổng vệ sinh toàn trường cũng như phát quang bụi gặm để tránh muỗi và những cái đồ dùng, dụng cụ mà có ứ động muỗi. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn góp phần phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho các em học sinh.